Hôm nay mình xin test cho các bạn về độ chuẩn và lên quãng của cái sáo ngang được bán tại shop sáo Rất Vãng Tình. Mình sẽ test cho các bạn ba loại sáo thuộc ba dòng tông, một là tông cao, hai là tông trung và cuối cùng là tông trầm, tức là cây đô C5 và cây chi dáng và cây son. Các bạn nhìn vào cái máy tuner nhé, nó chỉ ở giữa là chuẩn. Son.